Câu chuyện mua sắm quần áo của các chị em thì chưa bao giờ là mới cả. Ngoài việc họ mua sắm quần áo cho mình và gia đình thì họ cũng tập trung vào mua sắm rất là nhiều những đồ dùng nè, thậm chí là trang hoàng thêm nhà cửa như là trang hoàng bằng cây cối vào những dịp Tết. Khá đẹp thì luôn quan tâm tới từng cái chi tiết, từng điều nhỏ nhặt ở trong góc nhà của mình, và việc mà phải chi tiêu cho những khoản này đối với nhiều người còn là một trong những cái áp lực rất là lớn. Thực sự bản thân Hồng Quyên và gia đình cũng hàng năm á, đến cái Tết, bao giờ khi mà Quyên ngồi đó Quyên để ý lại á, những cái khoản lặt vặt mình mua đó chính ra lại là nhiều nhất và cộng lại là cái số tiền lớn nhất. Còn thường khi mình mua một món đồ gì đó mà nó lớn hẳn và cái số tiền nó lớn hẳn luôn á, thì mình lại có cái sự suy nghĩ, mình nói trời ơi sao cái này nhiều tiền dữ ta, cái mình cũng suy nghĩ có nên mua không, có cần thiết hay không. Chứ thường những món đồ nhỏ nhỏ mấy trăm ngàn thì mình nghĩ là thôi có mấy trăm ngàn thì thôi cũng không sao, nhưng mà cộng lại Không thì hiểu sao là Tết một bay con đi số. mấy chục triệu đúng Đúng rồi, không? nói đâu có sắm cái gì đâu, cũng là mua đồ Đấy. ăn để nấu cỗ Tết thôi, Đúng cũng rồi. là mua lại ly chén lại lên bàn thờ thôi chứ đâu có làm gì. Nhưng mà tính đi tính lại một hồi trời ơi cả đống tiền. Cho nên nhiều người nghĩ là mua đồ sale là rẻ, nhưng mà bởi vì cái tâm lý là sale một lần đấy, cho nên mình tới cái Phải tiệm người mua ta, nhiều mình mình gom mua, bao nhiêu đúng đồ, rồi. thậm chí là những cái quần cái váy mình cũng nghĩ chẳng bao giờ mình mặc tới, nhưng mà thôi kệ, cứ để dành, cái để dành hoài luôn, không mặc tới luôn, Đúng đúng rồi, nghĩa là để để dành, dành, đúng nghĩa là đúng để nghĩa là để dành. dành hoài, không mặc tới cái xong phải đem giục rồi đem cho thì rất là uổng tiền. Cho nên nó đáng lẽ phải làm thêm một chuyên mục là bí quyết lựa đồ sale để không phí tiền nữa. Rồi nhiều người đó khôn lắm nha, cửa hàng sale mà không chơi thử đó, để mình thấy ứng Đúng đại rồi, vào, cái xong về nhà mặc nó đâu có đánh vô cái vừa, tâm lý của mình á, bây giờ không mua là coi như là mất tiếc là chết lỡ luôn, luôn. là lỡ luôn. Mà mình mà kiểu này chắc cũng đem về nhà chắc cũng mặc được Mà được chị thôi. em cứ nghĩ là rẻ, xong rồi kiểu ví dụ như không được thử nhưng mà cứ nghĩ là chắc chắn là mình sẽ mặc vừa thôi nên là không sao đâu, cứ mua về đi, thế ai về đâu, mua về có thể là bị chật hoặc là bị lỗi chẳng hạn Đúng rồi, đi đúng lỗi không? cái đường may á, quần áo là người ta, những cái người may là họ nói bao giờ cũng phải thử, bởi vì nhiều khi thử mới biết được là cái đường may có chuẩn hay không. Nó nhiều khi nó là méo hơn một cái đường may ở ngay Đúng cái phần rồi, hông á, mình không có biết được. Cái đó thì đúng cầm áo lên rồi. vẫn thấy nó bình thường đúng không, Hay là mà mặc vô cái không biết. form mình mặc cái form Cũng có thể nó đúng bị rồi. sai nữa đúng không chị? Chính Thế xác. nên là khi mà mua sắm thì chúng ta cũng cần phải lưu ý rất là nhiều. Đó, với lại sợ đông quá mình cũng không có phòng thử nên thôi kệ, cứ mua đại rồi về. Nên thực ra đó là tâm lý của rất là nhiều chị em, và đó là lý do tại sao mà chưa tới Tết mà hết tiền bởi vì mua đồ sale quá nhiều. Và với các ông chồng thì như thế nào khi mà phải đứng chờ vợ nha, mua đồ sale phải chen chúc, ông chồng thì đứng ở ngoài. Mắc cười lắm, cái đợt mà Vân Anh đi mua đồ ở Chùa Bộc đó thì bạn mình cũng chở bạn đó chờ ở ngoài, và bên cạnh đó là hàng chục cái dãy xe khác nhau, cũng có hàng chục bạn trai, hàng chục ông chồng cũng ngồi đợi xếp lớp như vậy, ai cũng lôi điện thoại ra bấm với vẻ mặt rất là chán nản khi nào mới xong Đúng đây. Cho nên rồi. chắc chắn là những cái người chở đi mua họ không được mua họ cũng rất là bức xúc. Nhưng mà không biết là với những cái ông chồng họ có suy nghĩ như thế nào khi mà vợ của chúng ta phải tất bật sắm đồ diện Tết hoặc là canh đồ sale, thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những suy nghĩ của ông chồng này nhé. Là có rồi, tại vì cả năm mới có một cái dịp Tết thì các chị em nhu cầu mua sắm là điều đương nhiên, nên là anh cũng rất ủng hộ cái vấn đề là vợ cũng như là các bạn gái các bạn có thể mua sắm những dịp cuối năm để có thể các bạn có thể trưng diện những dịp cuối năm. Cái chuyện nếu mà cái những cái nhu cầu tất yếu thì không thể tránh được, nhưng mà anh cũng không cấm đoán gì cả, tại vì là ai cũng cần có cái nhu cầu tối thiểu với cái lối sống với cả cái tinh thần, làm sao mà mình sống mà mình không quá áp lực quá, mình luôn luôn thoải mái thì lúc nào nó cũng vui, thì ngày nào cũng là ngày xuân. Chứ còn nếu mà thực sự mà cái đấy thì cũng như là cứ phải lo rồi phải lắng rồi mọi thứ thủ tục như truyền thống rồi những cái thứ, có khi là nó gây ra áp lực nhiều thứ, có khi ngày Tết người phụ nữ người ta cũng bận rộn, mà mình có khi mình cũng phải trông nhiều đứa con, có khi mình cũng còn bận rộn, thế cho có khi là cả cái Tết cũng chẳng có niềm vui gì cả. Mà đừng tiêu tiền quá vào những cái mà không cần thiết, ví dụ như là mua những cái mà quá đắt tiền so với cái tiền lương mà mình bỏ ra ấy, mình làm ra. Nói chung là ủng hộ thì mình có thời điểm còn là dẫn cả chở cả mẹ và chị đi mua đồ, nhưng mà ở mức độ vừa phải thôi, mua đủ đồ là được, đủ là được. Các cánh mày đâu thì có thể bây giờ trả lời phỏng vấn thì nói như thế này thôi, chứ thử lúc đó lại chị lại nói anh ơi có chỗ này mới sale chở em đi thôi, thì lại lóc cóc chở đi lại ngồi đợi. Ta được cái tự nhiên sao những cái lúc như thế này lại thấy yêu những người đàn ông của mình quá ha. Trời ơi sao mà người ta chịu thương chịu khó. Chị nghĩ mà nếu mà sau này mình trở thành một người đàn ông chắc mình không làm nổi như vậy. Thật, mình chưa bao Đúng giờ rồi đợi con đó. trai được, Đúng chưa rồi bao ạ. giờ thề chưa bao giờ đợi con trai được luôn á. Đúng rồi Nhưng mà đó. khiến người ta đợi mình rất là nhiều. Và em á thì cũng đi mua sắm thì em thấy rằng bây giờ các cửa hàng thì cũng rất là tâm lý khi mà cũng để ra những cái ghế để cho các chàng trai đi ngồi, trong khi lúc chờ đợi thì cảm thấy là đỡ mệt mỏi hơn, và các chị em cũng cảm thấy thoải mái hơn. Có rất là nhiều anh chồng á, đôi khi đi với vợ thì
rất là vui vẻ rằng là vợ cứ lựa đi, thế nhưng ngồi một lúc mặt buồn xo, xong rồi cứ ngồi sụt sụt ra. Như em cũng chẳng thể nào thoải mái lựa chọn được hết. Bởi vậy nên mà các cửa hàng mà nếu mà đánh trúng vào tâm lý thì cũng nên là cho ghế ngồi nè, hay là có thể có vài cây kẹo để cho các ông chồng ngồi. Không, em ơi, thử cho kẹo. Sao chị nghĩ nếu mà cho ghế chắc không có ghế nào mà đủ chứa nổi như ông chồng đâu. Các bà vợ đi quá mà với ông chồng lắm. Bây giờ chị có được á là mong cho các tỉnh thành nó đều giống như Hà Nội là trà đá vỉa hè có thể mọc ở khắp mọi nơi, mọc ở ngay trước cửa hàng đó luôn, thì các ông đang ngồi đó là tụm ba tụm năm điếu thuốc với cái kẹo xi gum với ly trà là thôi ngồi cả buổi cũng được nữa. Nhưng mà một năm thì mới có một lần, bình thường là mình đã phục vụ các anh rồi. Ủa đâu, bây giờ chị thấy một năm cũng nhiều lắm nha, một năm có tới 3 mùa sale lận, đúng không? Cứ mỗi một mùa sau đó sẽ có một mùa sale gọi là xả hết mùa. Nói chung là có tiền rồi. Ở Hà Nội là em thấy nhiều mùa sale nhất. Đúng rồi, tại vì có 4 mùa, dạ, Sài Gòn có 2 mùa thôi. Sài Gòn có 2 mùa, thế nên là khi nào mà... Chỉ mùa một cái là sale. Đúng rồi, khi nào cũng thấy Sài Gòn sale nhưng mà đồ em thấy không có đặc trưng. Còn ví dụ như ở Hà Nội là... em thấy rất là nhiều bạn mà canh, ví dụ như ở Hà Nội mùa đông thì họ sẽ sale đồ mùa hè, các bạn đồ mùa thu, trước đó là đồ mùa thu, dạ. Đồ mùa thu xả hết. Đúng rồi, thì xong là những các bạn gái ở Sài Gòn rất là thích luôn. Như em có đợt mà em tham quan ở Hà Nội khi em chưa lấy chồng ở đây á, thì em tới là em lựa được rất là nhiều đồ cho mình. Và các ông chồng thì khi mà bây giờ thì em đã có chồng, và chồng em thì nếu mà đi mua đồ với em á, thì đôi khi cũng em cũng tâm lý là để cho chồng như chị Quyên á, là cho ngồi ở ngay quán nước để em có thể lựa đồ thoải mái hơn, chứ nếu mà đi vào cùng quán với mình á là mình cũng không thoải mái để nào lựa chọn được. Không đâu em, chị không có đủ tâm lý như em đâu. Thế hả? Chị là sòng sọc, chị vô cửa hàng còn ngoài kia ai muốn làm gì đó là làm. Thế hả? Còn em thì thấy á, ví dụ như nhiều lúc mà chồng khó chịu ra mà hoặc là không thích thì mình thôi thì mình cứ tự đi mua, hoặc là những cái bộ đồ của chồng á, mình sẽ tâm lý ví dụ như là đi mua đồ cho chồng thì chồng đi theo. Còn ví dụ như mình mà đi mua đồ cho mình hoặc là mua đồ cho con hoặc là những người thân trong gia đình mình thì thôi một mình đi cũng được. Nhưng mà nhiều khi cái cảm giác mà mình được chồng chở đi mua sắm nè, rồi chồng đợi, chồng cho tiền, chồng quẹt thẻ giùm nữa là những cái cảm giác hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Chồng đúng không? Không cần đi cùng đâu, chỉ cần chồng đưa thẻ cho là được rồi. Không phải đưa đi. Không phải đi cùng chị, cái gì trái phải đưa đi. Mình đâu phải là ham vật chất tới mức đưa thẻ xong rồi xong đâu, đúng không? Mình chị nói nhỏ với nhau là thích thôi chứ. Nói chung là nhiều khi cả một năm phụ nữ của chúng ta cũng hy sinh rất là nhiều, đúng không? Mình phải lau nhà, quét nhà, chăm con, sinh con cho con của mấy người rồi thì lâu lâu mới có dịp sale thì chở đi mua sắm đợi một chút xíu thì cũng là một cái điều mà chúng ta đáng ghi nhận. Cho nên chị Quyên đừng có nghĩ là thương mấy ông chồng cái đó. Không, điều mình xứng đáng không được em nhận. Bây giờ có sao, là trong thực tế cái lúc này là thương là việc người ta đang ngồi là có thiệt, đúng không? Người ta phải ngồi đợi là có thiệt là mình thương nó thôi, nhưng mà lúc về nhà mà lười mình lại ghét sau. Thì đấy, cho nên á, thương ghét rõ ràng. Thật ra là nhiều khi á, nhiều chị em phụ nữ á, cảm giác là có tiền đàng hoàng nhau đi mua sắm đồ hiệu nhưng mà về không có vui vẻ gì hết, tại vì không có một người đàn ông đi kế bên để xách đồ cho, không có một người đàn ông kế bên chăm sóc. Nhiều khi cái cảm giác á, mình lựa đồ mà người đàn ông tư vấn, anh nghĩ là cái món này hợp với em hơn nè, em đừng lựa cái này đấy. Nhiều khi á, dắt bạn của mình thì bạn cũng hợp cả đi, nhưng mà dắt một người đàn ông mà họ biết được cái style ăn mặc của mình như thế nào, cái nào hợp với mình rồi cái nào size bao nhiêu là cảm giác mình hạnh phúc lắm. Tại vì không ngờ là anh biết được cái size áo của mình là size mấy nè, giày của mình là size bao nhiêu, cảm giác như người đó quan tâm đến mình ha. Đúng, cho nên nhưng nhiều... mà gặp phải ông chồng Thảo Mai là sao? Thảo Mai là mình gặp phải chồng Thảo Mai là cái đó mặc vô xấu lộn lộn mà vẫn khen là hợp. À, giống như là mình đúng thích đồ sexy, anh nói không sexy không hợp với em đâu. Đúng, em phải mặc kinh khủng cao tường vậy con đỡ. Đúng rồi, hợp đó em, kiểu không, như là xong mệt quá rồi hết. Ừ, mệt quá rồi, ừ xong đi cho nó mua đồ cho mày. À, vậy là giết liền tại chỗ là sao mà có cái vụ đó được. Với lại mình cũng tin ý lắm, người nào mà nhận xét đóng góp ý kiến mà đúng á thì mình sẽ lắng nghe, còn những người nào mà thái độ là qua loa ừa cho có để về cho lẹ đó là mình nhận ra liền. Với lại Vân Anh có rất là nhiều chị bạn nha, kiểu như là các chị cũng đã thành đạt rồi nhưng mà cuộc sống hôn nhân không có hạnh phúc, và kiểu như là chồng thì sau này thì cũng có một gia đình mới, thì mặc dù chị đó có tiền, chị đó có thể mua bất cứ thứ gì chị đó muốn, nhưng mà việc chị đi shopping lúc này đây cũng không còn vui vẻ gì cả. Kiểu như là ban ngày thì lắm mối tối nằm không, mình có thể đi shopping để giải tỏa nào, quên đi cơm sầu, có thể gặp gỡ bạn bè, nhưng mà không có một người quan tâm là mình mặc áo size gì, không có một người tặng quà cho mình vào những cái dịp sale chẳng hạn, dịp Tết chẳng hạn, thì đó cũng là một điều rất là đáng buồn. Thực ra không biết với Thảo và Vân Anh thì cái cảm giác như thế nào, nhưng mà với chị cảm giác đi mua sắm á, thì thực sự chị thích đi mua sắm với anh xã nhà chị hơn là đi mua sắm với lại bạn bè. Không hiểu là có thể là con gái đi với nhau nó bày ra nhiều cái thứ ở trên đời lắm, mày mua cái này mày phải kết hợp với cái kia hay được gì đó, hay là một lý do nào đó mà chị không biết, nhưng chị có một cái cảm giác là cái người đó đủ cho mình cái độ tin tưởng. Nhiều khi nha, có thể trong mắt người đó cái đó đẹp, mình mặc về nhà mình thấy nó xấu thiệt, nhưng
mà cái lúc đó không biết sao cái lời nói của người ta làm cho mình cảm thấy đủ tự tin. Nhưng mà qua câu chuyện này thì cũng làm cho chị nhớ tới một cái mẫu chuyện mà đã từng đọc được ở trên mạng, là nói rằng là có cái cô vợ cô đi á, đi với anh chồng tới nơi mua quần áo. Cô hỏi cái cô nhân viên tới lui rồi, tại vì ban đầu hỏi anh chồng, anh nói thôi anh không biết đâu, đồ con gái mà, rồi em mặc gì thì em theo nhu cầu của em sao thì em lựa. Hỏi đã không được, quay hỏi cô nhân viên, cô nhân viên tư vấn đã rồi, giữa hai màu, chị lấy cái A đi đừng lấy cái B. Xong cái anh chồng, xong cái anh chồng nói là không, nhưng mà anh chồng nói chị không, chị lấy cái, em lấy cái B đi, anh thấy chắc thôi cái A này em không hợp đâu, mà em không mặc nhiều bằng cái B đâu. Rồi cuối cùng sau một hồi tư vấn nhiều quá mà cô đứng giữa hai sự lựa chọn, xong rồi cô bỏ cô về, cô nói thôi em không mua cái nào nữa hết á. Tại vì nhiều ít đó, đó là tâm lý của những cái người phụ nữ đi mua đồ, nhiều khi nó ở cái chỗ đó nữa đó. Hỏi đã, hỏi chán, hỏi chê, hỏi cuối cùng rồi thấy sao, nghĩ nghĩ sao đó rồi không mua. Khi mà chỉ cần mà hai ý kiến khác nhau thôi là tự nhiên cái người phụ nữ họ lại quyết định họ không mua nữa. Nhưng mà nếu mà cả người nhân viên, cả người chồng hoặc là người bạn mình đi cùng mà đều cho vô cùng một ý kiến thì lại quyết định mua. À, đó chị, là vậy chị Quyên thì thích đi với chồng để chồng đưa ra ý kiến để lựa đồ thích hợp với mình. Nhiều khi chị cảm giác là giống như có cái người đó đi là mình có cái quyết định của mình nó sẽ chính xác hơn á. Mình cảm giác như vậy. Không biết là Vân Anh với lại Vân Thảo thì sao? Ngược lại nha, không cũng lại dắt người yêu đi theo để lựa giùm, nhưng mà anh lựa cái nào là mình lựa cái ngược lại. À như vậy là để anh lựa cái xấu, chắc chắn là mắt quên không hợp bằng mình đâu, cho nên anh thích cái A đúng không? Ok, em quyết định một cái B đấy. Mấy lần không luôn cho nên nhiều khi cũng bị ức chế, muốn tự mua đi hỏi làm gì, hỏi lắm thế mà cuối cùng lại mua một cái khác. Nhưng mà thật ra thì người đàn ông thì không phải ai cũng có một cái con mắt thẩm mỹ đâu. Với lại cái gu thì nó cũng khác, cho nên đó chỉ là nhiều khi mình chỉ muốn cảm giác là có người chở mình đi mua sắm nè, có người tư vấn cho mình, có người trả tiền cho mình. Đó là những cảm giác mà mình hạnh phúc thôi, chứ không phải là để lắng nghe rồi mình phải mua theo ý kiến của anh. Nhưng riêng Phương Thảo thì Phương Thảo lại nghĩ rằng cái việc đi mua sắm quần áo thì nếu mà chồng rảnh thì mình có thể là đi cùng chồng. Và đây cũng là thời gian mà hai vợ chồng thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng mà trong thời điểm bận rộn Tết như thế này thì chắc chắn là đôi khi các chị em có chồng thì chồng cũng rất là bận rộn. Thì chúng ta cũng không nên áp đặt là chồng phải là đi cùng với vợ trong dịp này, mà chúng ta cũng có thể là tự đi cũng được. Và đây là một thời gian chúng ta xả stress cho chính bản thân mình thôi. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề này, và hy vọng quý vị sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như là có một mùa Tết có những bộ đồ thật là đẹp trong dịp Tết này quý vị nhé.